Mới về nước hả? Dạ. Ừ. Ở chơi mấy tháng? 6 tháng. Dạ. Yeah. Về trong rẫy mà. Dạ. Yeah. Giỏi quá ta. Đúng rồi đó. Rồi chưa? Nhớ cho Hy Dư luôn rồi đó nha. Nhớ cho Dư luôn rồi đó. Nước là vô nhà lấy đi, Hy, vô nhà kêu bán cho thằng trai. Rồi, bù đi cô ơi. Làm hoàn chỉnh trọng hết trơn rồi đó. Về chuyến nào cũng mua đồ hết trơn á, năm rồi thì mua khác, năm nay mua món khác. Dây thắng này về nhiễu dầu vô xài đi, khi nào hư hãy thay, nó cho dây ghim luôn đó. Rồi, vô lấy nó xuống đi cô, lấy cho Hiên chai luôn.